là thiết bị bơm mỡ bò chuyên dụng cho động cơ xe tải, máy móc công nghiệp. Máy bơm mỡ thương hiệu Kumisai chính là thiết bị hỗ trợ bảo dưỡng máy móc không thể thiếu tại các nhà máy, xưởng chế tạo máy móc và các gara sửa chữa ô tô chuyên nghiệp. Sản phẩm sẽ giúp anh chị tra mỡ vào các vị trí khó thao tác tra mỡ bằng tay hoặc những vị trí rất khó để có thể trải đều mỡ, giúp các bề mặt chi tiết được bôi trơn, giảm ma sát khi hoạt động, từ đó máy móc sẽ được hoạt động trơn tru. Sản phẩm máy bơm mỡ Kumisai chính là sự lựa chọn tốt nhất cho người thợ chuyên nghiệp. Máy bơm mỡ Kumisai hoạt động bằng năng lượng khí nén để đưa mỡ từ thùng chứa tới súng phun mỡ. Do đó, khi sử dụng máy, anh chị cần phải kết hợp với máy nén khí hoặc bình tích khí. Mỡ được phun ra nhanh, đều, lực phun mạnh. Máy sử dụng khá đơn giản, cực kỳ thuận tiện khi dùng và đặc biệt bơm mỡ mà không lo bị dây mỡ bẩn tay bởi mỡ bò cho người dùng. Với máy bơm mỡ Kumisai, anh chị sẽ có 3 lựa chọn về dung tích thùng chứa mỡ với 3 model: KMS 12S với dung tích 12 lít, KMS 20S với dung tích 20 lít và KMS 35S với dung tích 35 lít. Ngoài sự khác nhau đó ra thì cả 3 model này đều có sự tương đồng về thiết kế, cấu tạo và các thông số kỹ thuật với áp suất làm việc là 0,6 đến 0,8 MPa và cho lượng mỡ ra đến 0,85 lít trên 1 phút. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, cho khả năng hoạt động liên tục, bền bỉ, cùng khả năng chống chịu cao bởi được phủ một lớp sơn tĩnh điện bên ngoài lớp vỏ. Nhờ đó anh chị càng dễ dàng vệ sinh lau chùi bảo quản thiết bị. Đi kèm với máy là một bộ phụ kiện gồm một dây dẫn mỡ và một súng phun mỡ có khớp xoay 360 độ chống xoắn dây khi sử dụng. Hiện các model máy bơm mỡ Kumisai chạy bằng khí nén đang được phân phối chính hãng tại điện máy Yên Phát. Liên hệ ngay với chúng tôi qua website yenphat.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến số hotline để được tư vấn chi tiết.